Đấy. Hình như đây là khu vườn của hai bác này thì phải. Ai gì học? Chú Thu học. Chú ai gì trung sai chưa lìa? À, hẳn tua này, trung hẳn tua sai này. Không phải chịu bạn. Đấy, thì hai bác nông dân đang trồng rau ở đây anh em nhé. Trồng rau mình vừa hỏi qua thì làm cả một cái khu vườn rất là rộng lớn ở đây. Đấy. Trong bên trong này trồng rất là nhiều các cái loại rau đấy. Đấy. Thì ở đây là một cái khu vườn xa xôi trên núi ấy. Có những người thì họ làm nhà ở đây, họ ở lại. Cũng có những người thì họ lại chào anh em và tất cả mọi người lại đến với kênh của Lê Nam Review. Thì hôm nay mình sẽ dẫn anh em và tất cả mọi người lại đi khám phá một trong những cái hình ảnh về cuộc sống cây nhà lá vườn và cuộc sống miền quê, miền núi của người dân Đài Loan. Xem ở phía trên núi của Đài Loan thì họ sẽ trồng và làm vườn như thế nào, và họ sẽ xây dựng nhà cửa ở phía trên như thế nào, và cuộc sống của người dân Đài Loan cảnh đẹp phía trên như thế nào, thì anh em và tất cả mọi người cùng mình có thể hôm nay, ngày hôm nay có thể đi khám phá nhé. Hiện tại bây giờ mình đang ở tại một cái con đường rất là nhỏ đi lên men theo sườn núi của Đài Loan, và ở phía ngay bên cạnh là có một cái bờ suối nước chảy nghe trông rất là rất là thú vị. Thì hiện tại bây giờ mình và anh em có thể đi lên để khám phá. Đấy, đây là một cái ngọn núi đi lên là phải dốc đứng luôn anh em ạ. Dốc đứng luôn. Wow, đi lên phía trên này thì mình lại bắt gặp những cái vườn mình để bắt gặp những cái vườn rau rồi nhà cửa của người dân Đài Loan họ sống ở phía trên này, thì mình thấy là nó rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn anh em ạ. Phía bên trước này thì người dân Đài Loan họ trồng rau này, họ trồng rau, trồng cà chua này, rồi phía bên trong là nhà cửa của họ. Đấy. Cuộc sống cây nhà lá vườn, cuộc sống nông thôn của người dân Đài Loan phải nói rất là, ở phía trên này rất là yên tĩnh luôn. Bên này thì họ vừa mới trồng cải anh em nhé. Cải rồi có cả ớt. Nhà cửa trên này rất là yên tĩnh và bình yên. Ít nghe tiếng ồn. Chỉ nghe tiếng chim kêu rồi tiếng thú rừng kêu thôi. Và đây là một cái cầu nhỏ anh em này. Đây là một cái cầu nhỏ qua đường. Đây, người dân Đài Loan họ làm một cái cầu nhỏ này để bắc qua một cái con suối. Đấy. Cái khe suối này thì cái cầu nhỏ này là họ làm để đi qua một cái khu vườn phía bên kia. Đấy. Thì đây phía bên kia này là cái khu vườn của một hộ dân nào đó đấy. Đấy. Thì đi qua không có một cái con đường nào khác, bằng cách chỉ có là làm những cái con đường này để bắc qua suối thôi. Đấy. Đây là một trong những cái thiết kế về hình ảnh rất là đẹp về cuộc sống của người dân Đài Loan, cuộc sống nông thôn của người dân Đài Loan ở phía trên núi. Đấy, gắn liền với khe suối, với núi rừng đấy. Phía bên trong thì họ trồng rất là nhiều các cái loại cây ăn quả cho đến rau củ quả đấy. Wow, còn phía bên trong này thì anh em xem, bát ngát toàn là rau luôn. Đúng là toàn là bát ngát toàn là rau anh em. Đấy, đầy đủ các cái loại rau, rau củ quả, từ rau cải cho đến hành rồi rau mùi, rồi đủ thứ rau luôn. Đấy. Rồi có cả trồng cây măng tre nữa, rất là nhiều. Đấy. Đây cái nhà khả năng là cả một cái khu vườn rất là rộng lớn này của cái ngôi nhà này, này. Đấy. Họ trồng rất là nhiều các cái loại rau. Ở trên này cái điều kiện là kinh tế, nếu như mà để đi làm những cái công việc khác ấy thì đi rất là xa, nên là họ phải ở trên này. Thì người dân Đài Loan, những người dân có tuổi đấy, những người tuổi từ tầm trung và về già rồi thì họ sẽ sống ở phía trên núi
để làm những cái công việc trồng vườn, làm vườn và an hưởng cuộc sống rất là yên tĩnh về tuổi già, sẽ rất là thoải mái. Đấy. Người dân Đài Loan họ đi lên đây trồng vườn, làm vườn nên là xe máy của họ bỏ ở đây. Ở đây cũng có một cái cây cầu nữa. Cái cây cầu này là được làm bằng ván, làm trông rất là chắc chắn. Đây khả năng cũng là một cái khu vườn của người dân khác. Cứ mỗi nhà sẽ có một cái cây cầu. Ở đây có một cái cây cầu đi qua này, rồi ở đằng kia lại có một cái cây cầu đi qua. Mỗi khu vườn của một người dân thì sẽ có một cái cây cầu đi qua đường. Bên trong này thì cũng thế, trồng rất là nhiều loại cây. Wow, mình đi lên tới trên kia và mình hiện tại bây giờ thì mình đang nhìn thấy có một người dân Đài Loan họ đang làm vườn thì phải. Và đi lên phía trên này thì cái khung cảnh rất là đẹp anh em ạ. Khung cảnh trên này rất là đẹp luôn. Wow, ở đây có rất là nhiều hoa anh em ơi. Trên này họ trồng rất là nhiều các cái loại hoa. Này, những cái loại hoa này nó giống như kiểu cây hoa trinh nữ đấy anh em. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái loại màu này là màu khác. Nhưng mà cái dòng hoa này cũng giống như kiểu dòng hoa cây hoa trinh nữ đấy. Trinh nữ hoàng cung đấy anh em. Đấy. Hoa rất là đẹp. Phía bên này họ cũng trồng những cái chậu hoa này. Họ cũng trồng những cái chậu hoa ở phía bên ven đường đấy. Ồ, còn phía bên này thì đây không biết là cái hoa gì đây mà nó lên mọc rất là đẹp này. Không biết là có phải là cây rau hay không. Có một cái màu vàng rất là đẹp. Còn ở phía bên trong thì hình như người dân Đài Loan họ đang người dân nông thôn của Đài Loan họ đang làm vườn đấy. Đây là những cái cây xương rồng anh em. Cây xương rồng ấy, nó cũng nở hoa đây, cho ra trái đấy. Rất là đẹp. Đây cũng là một cái cây cầu nhỏ anh em. Đấy, cái cây cầu nhỏ sẽ được bắc qua phía bên kia, cái mảnh vườn phía bên kia của hai người dân Đài Loan họ đang còn làm vườn đấy. Hình như họ đang trồng cây ăn quả hoặc là một trong những cái cây gì đó. Mỗi nhà có một cái vườn thì cũng có một cái cầu đi qua đấy. Ở phía trên này là những cái vườn rau rất là đẹp luôn. Và họ trồng rất là nhiều các cái loại rau ở phía trên này. Và phía bên ngoài này trồng thêm hoa nữa. Thỉnh thoảng thì mình cũng bắt gặp người dân Đài Loan họ đi leo núi ở phía trên đi về. Wow, đây là một cái khu vườn rất là đẹp của hình như là nhà của bác nông dân này này. Đấy. Rất là đẹp luôn, trồng rất là nhiều các cái loại rau ở phía bên trong này. Từ rau bắp cải, bắp ngô cho đến là đậu. Đấy. Rồi các loại như là ớt, rồi cà chua đủ thứ luôn. Đấy. Mình review qua cái mô hình nhà làm vườn ở phía trên này cho anh em và mọi người có thể vào xem. Nếu như mình có thể trồng theo như cách này thì cũng rất là hay. Bởi vì mỗi loại thì họ sẽ trồng theo một cái hình, một cái luống khác nhau. Đấy. Trong này thì họ phân chia ra và trồng đầy đủ các cái loại rau cũng như các cái loại cây, cây lương thực hoa màu khác nhau. Đấy. Vườn rau. Còn bên trên kia là hệ thống nước. Rất là đẹp luôn, cái vườn rau ở đây rất là đẹp luôn. Đây là cuộc sống của người dân Đài Loan họ trồng rau ở phía trên này anh em nhé. À, bên này có một bác người Đài Loan cũng đang còn trồng rau đấy, làm vườn đấy. Rất là đẹp. Đây, đây có một cái loại hoa của cái cây gì đây. Không biết là cây này cây rau hay là cây gì đây, họ vẫn trồng ở đây rất là đẹp này.
Thỉnh thoảng ở phía trên đi xuống thì mình cũng nhìn thấy có những chiếc xe ô tô và xe máy của người dân Đài Loan họ đi ở phía trên đi về. Cả một cái khu vườn phải nói là rộng lớn luôn. Đấy thì anh em thấy ở phía trên này rừng núi rất là đẹp luôn. Và xen lẫn giữa rừng núi thì có cuộc sống của người dân Đài Loan, họ cuộc sống nông thôn của người dân Đài Loan, họ làm rừng, họ làm vườn và trồng cây, trồng rau ở trên núi. Rất là đẹp. Đấy. Cuộc sống ở phía trên núi phải nói là rất là bình yên. Ở phía bên này thì cũng là một cái khu vườn của hình như là hai bác nông dân này anh em này. Trồng cũng rất là nhiều cả cái loại rau, rồi hoa. Đây có cà chua này. Bên trong này cũng có một cái hệ thống trồng rau cũng rất là thú vị. Là đây là có rau khoai, bên kia rau cải, bên kia là hành. Rồi bên kia là có cả bắp ngô nữa. Bên này là rau măng tây. Rất là nhiều cả cái loại rau. Thì người dân Đài Loan ấy, họ lên đây, khả năng đây là một cái khu vườn của họ anh em nhé. Ban ngày thì họ sẽ lên đây để trồng, làm vườn, trồng rau, trồng cây, ăn quả đấy. Còn vì thời gian buổi tối thì khả năng là họ về, bởi vì chạy xe lên đây mà. Chạy xe lên ở phía trên này để làm vườn mà. Và ở đây là có một cái biển. Ở đây là có một cái biển là có những cái loại chim này, rồi có những cái loại cây cây hoa đẹp đấy. Những cái cây hoa này là rất là quý này, được trồng ở khu vực này. Đấy, thì đây là một cái biển. Đấy. Thì giống kiểu mà ở đây là khu vực này là có những cái loài này anh em nhé. Từ hoa cho đến là chim. Đấy. Còn phía bên này thì họ lại có, bên này là có những cái ống bi. Những cái ống bi mà họ bỏ những cái vật liệu ở phía bên trong anh em. Họ bỏ những cái vật dụng ở phía bên trong, hình như cũng như là những cái vật dụng làm vườn ấy. Từ phân cho đến quốc sẻng khả năng là họ bỏ trong này. Nhìn thấy là họ bỏ trong bên trong đấy. Hôm nay mình đe dẫn anh em và tất cả mọi người đi khám phá một trong những cái hình ảnh rất là đẹp ở trên về cuộc sống làng thôn quê của người dân Đài Loan, làm vườn ở trên núi. Họ vừa trồng rau, củ quả, rồi vừa trồng trồng hoa luôn anh em. Hoa rất là đẹp này. Ở đây là có những cái vườn hoa rất là đẹp luôn. Đấy. Họ vừa trồng hoa xen lẫn giữa trồng rau nữa. Vừa rồi có một cái biển mà mình vừa chia sẻ cho anh em đấy. Thì cái biển đó là ở đây là có tất cả những cái loài hoa quý mà họ được trồng ở đây. Và có cả nuôi thêm chim hoặc là những cái loài chim tự nhiên ở đây nữa. Nên phải nói là cái khu vực này rất là đẹp và rất là thú vị để khách du lịch cũng như là tất cả mọi người họ có thể đi leo núi và họ lên đây và họ có thể xem trải nghiệm và chiêm ngưỡng. Thì ở đây cũng có một cái biển này anh em này. Ở phía bên này cũng có một cái biển. Đấy, ở phía này thì cũng có một cái biển y hệt giống như thế luôn. Đấy, họ ghi phía trên biển là có những cái loài hoa và chim. Đấy, hai cái loài chim quý ở phía trên núi này. Đấy. Còn bên trong này thì cũng là những cái vườn vườn rau rồi cây ăn quả của người dân. Đây là cây cà chua này, cây cà chua rất là cao luôn. Cây cà chua họ trồng rất là cao luôn. Rồi cây đu đủ. Rồi bên trong này có cả bí. Đấy. Bắp cải ấy, bên trong này là cả một cái hệ thống làm vườn của người dân Đài Loan trên núi. Đấy. Đấy.
Đấy, những cái khu vườn trên núi rất là bí ẩn ở phía trên. Nếu như mà mình không đi lên khám phá ở phía trên này thì sẽ không biết được là phía trên này họ trồng trên núi, cuộc sống người dân Đài Loan phía trên núi ấy, họ trồng những cái cây lương thực gì phía trên và làm những cái công việc gì. Đấy. Hình như đây là khu vườn của hai bác này thì phải. Ai học? Chú Thu học. Chú ai gì trung sai chứ lìa? À, hẳn tua này, trung hẳn tua sai này. Ủa chịu bạn. Đấy, thì hai bác nông dân đang trồng rau ở đây anh em nhé. Trồng rau mình vừa hỏi qua thì làm cả một cái khu vườn rất là rộng lớn ở đây. Đấy. Trong bên trong này trồng rất là nhiều các cái loại rau đấy. Đấy. Thì ở đây là một cái khu vườn xa xôi trên núi ấy. Có những người thì họ làm nhà ở đây họ ở lại, cũng có những người thì họ lại có những người thì họ lại chỉ có lên đây để trồng rau, xong đó là họ mang rau mang về để bán thôi. Đấy. Đấy, đây là hình ảnh của à, ý cần su trung sai chứ liền tua đây hay trung sai hẳn tua à à à à của sảnh chứ y y đần hẳn tua à wa wa chi wan wo shi yuan nan de tôi cao lì sai à trồng rau đấy, rau bắp cải đấy, rất là nhiều các cái loại rau ở đây anh em ạ. Mấy hiểu vậy cơ rần mình vừa hỏi qua hai bác trồng rau ở đây thì hai bác ấy bảo là cái vườn này thì không phải là của bác ấy nhé hết, nhưng mà chỉ có mỗi người sẽ có một cái khoảng nhỏ ở đây, rất là nhiều người trồng anh em ạ, thì mỗi người sẽ có một cái luống. Đấy, họ chia ra rồi, họ phân chia ra rồi đấy. Hôm nay thì mình cũng đi review qua cho anh em và tất cả mọi người xem một trong những cái góc nhỏ về cuộc sống nông thôn của người dân Đài Loan ở phía trên núi, phải nói là rất là đẹp và rất là yên tĩnh. Đấy, hiện tại bây giờ mình thì đang còn trên núi đi xuống. Bên kia đấy, đi về thì bên kia người dân Đài Loan họ đang làm vườn đấy, đang trồng cây thì phải. Ở đây là có một cái bàn chó đang còn nằm sưởi nắng ở đây. Đấy. Bàn chó đang còn nằm rất là yên tĩnh, đang thoải mái lắm. Anh em thấy khung cảnh ở phía trên núi của Đài Loan xem có đẹp không? Đấy, họ trồng rau rồi trồng thêm hoa rồi trồng rất là nhiều các cái loài cây ở phía trên núi. Đấy, có nhà thì họ lại ở lại ở phía trên, rồi cũng có nhà thì họ ban ngày họ lên làm vườn trồng rau, rồi buổi tối thì họ lại về. Đấy, những nhà mà họ có xây dựng lán ấy và họ trồng nhiều rau ấy thì họ ở lại anh em ạ. Thì vườn ở đây thì cũng không đều với nhau anh em nhé. Có những người thì có những khu vườn rất là to, cũng có những người thì họ lại có những cái khoảnh vườn nhỏ thôi. Đấy. Giống như kiểu họ mua lại những cái miếng đất nhỏ ở phía trên núi để làm vườn anh em. Đấy. Đấy, bên kia thì mình cũng có nhìn thấy là một trong những người dân Đài Loan họ đang còn làm vườn ở phía bên trong ấy. Mà đa số anh em nhìn thấy mình đi review xem rồi, đa số tất cả những cái người dân Đài Loan họ sống ở trên núi để làm vườn thì những người cũng đã trung tuổi rồi, cũng đã lớn tuổi rồi. Đấy, lên làm vườn trồng rau rồi nuôi gà nuôi vịt ở phía trên này thì an hưởng cuộc sống về tuổi già, rất là yên tĩnh và cũng rất là thoải mái luôn. Ngay ở bên đường này có một cái cây dâu tằm. Wow, cái cây này thì nó chín đen luôn anh em, cây dâu tằm này này nó chín đen luôn. Đây, mình đang hái mấy trái chín để ăn đây. Rất là nhiều những cái trái chín này. Đây. Không biết là họ có cho ăn hay không, nhưng mà họ không nhìn thấy thì mình hái ít trái để ăn.
Đây anh em này, rất là ngon này. Đấy. Rất là ngọt anh em. Cái này gọi là hái trộm ăn đây anh em nhé. Wow, rất là ngon. Ở ngay đường luôn anh em ạ. Những cái trái đen này mà mình không hái thì nó cũng rụng đi thôi. Đấy, mình không hái thì nó rụng. Ăn cái trái dâu này rất là tốt. Mời anh em và tất cả mọi người ăn trái dâu trên rừng núi của Đài Loan với mình nhé. Ngọt. Đấy, thì đây mình cũng bắt gặp được một bà cụ cũng đang đi lên đấy. Đang đi lên lên núi. Thì phải nói là cảnh vật của người dân Đài Loan họ ở phía trên núi này rất là đẹp, là họ trồng vườn, làm rau rồi làm xây dựng lán, làm nhà ở phía trên này. Phải nói rất là thú vị và phong cảnh thiên nhiên rừng núi rất là đẹp. Thì hôm nay mình đã review lại cho anh em và tất cả mọi người có thể vào xem, khám phá và trải nghiệm.